đi chợ. Đi người ta đang bốc. Khoai nốt đi. Bông đâu? Đây mà. Đây, đặt đây. Thank you.
ăn chưa ạ? Ăn rồi. Ăn rồi à? Đây, đi ra nào. Thank you.
anh á. Quay đi, người ta đang đốt kia quay luôn. Mấy quả thôi. Đến rồi, dọn đi rồi. Qua luôn hả? Ngon đâu, ngon. Bao tiền một chục của bà Mão? 2.000. Bây giờ cũng có cả 27 giờ đi ăn cho bà Mão. Cho cháu vào ngoài. Cả ta cũng là 200 rồi. Bà cháu lại đây đi lên rồi. Hay còn đầy cà chua đây này. Tôi bảo ông ấy là không lấy cà chua, ông ấy lôi về. Hai cân là chuối một cân. Bé ơi, quay nốt đi bé. Em mua rồi, quay đi nó quay người nó giặt hết gì. Vừa ngồi chơi trứng bé xong rồi ra nhặt mẹ. Hai nghìn hai đây, đóng 2.000. Nhưng mà lỗi như cứ ngón tay của mình. Đó, quá. Quá, mình ăn được. Quay đi. 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 Quay đi.
Quay đi, quay cho xinh. Cả cái người xinh là quay. Bọn ta xấu, mày đừng vào ở chỗ. Quay đi nha. Rửa ra nè. Ta bảo trông giúp các bạn. Đâu, đưa lên. Bài báo. Đâu, đưa lên. Đưa lên. Đưa lên. Nửa cân rồi này bà ơi. Bà anh nửa cân rồi này. Biết rồi, nó nào thì anh nhầm hộ rồi. Còn chúng ta có những đoạn nhầm hộ nó quay. Bán nhiều hơn. Có cháu cũng bán nhiều. Rồi bà Tân, bà tưởng nó cho rổ chơi để lấy rổ. Tôi bảo cho rổ mấy chục nghìn cái giá, hôm mai người ta lại đi mua. Ôi. Em ơi, dưa chuột cà chua, dưa chuột vào đây hạ giá luôn. Đấy, cái quả tôi bà đấy gì? Còn giặc. Thank you.
ba này là chết không bố? Ui trời ơi, 15 cây, 20 cây, cháu đi bộ nhé, ăn cả bé bé ngon quá. Thank you.